Thời điểm này về với điểm tái định cư thôn Tu Thó, xã Xe Tăng, huyện Tumarong, không khó để bắt gặp hình ảnh rộn ràng này. Đây là những hộ dân đã đến ở trước, đang giúp những hộ dân mới chuyển đến xây dựng nhà mới. Nơi ở cũ trước đây không chỉ thường xuyên bị uy hiếp bởi nguy cơ sạt lở, mà còn thiếu thốn nhiều thứ. Nay về điểm tái định cư, không chỉ có điện, nước, đường bê tông, mà người dân còn được hỗ trợ tiền để xây nhà mới. So với chỗ cũ, với chỗ mới là tốt hơn và ổn định hơn, an tâm hơn. Nước điện, đường thì tốt hơn so với chỗ cũ. Khu tái định cư mới sắp tới ấy, nó phải đào hố, trồng cây cối, nó so với khu cũ nó phát triển hơn. Cái thứ hai, một số đất các lô ấy, quy hoạch theo đúng quy định, nó liên quan đến nông thôn mới, nên dẫn đến nó phải hơn chỗ cũ chỗ đó. Điểm tái định cư thôn Tu Thó, xã Xe Tăng có tổng trị giá đầu tư hơn 29 tỷ đồng, là một trong ba điểm thuộc dự án di dời tái định cư của huyện Tumarong. Không chỉ cung cấp chỗ ở mới cho 139 hộ dân của xã Xe Tăng, mà đường giao thông nội bộ, nhà rong văn hóa, trường mầm non thôn cũng được xây mới trong điểm tái định cư. Hiện nay diện tích đất cấp cho mỗi hộ thì tối thiểu là 400 mét vuông. Do đó là cái diện tích làm nhà, diện tích vườn là nó có hai nữa là nhà xây, nó đảm bảo ba cứng, nó độ đảm bảo về sự an toàn. Hơn nữa là hầu hết các hộ mà lên được tái định cư thì hầu hết các hộ vẫn được xây dựng nhà vệ sinh. Do đó là cái môi trường vệ sinh cũng như cái không khí trong làng thì nó được xanh sạch và đẹp hơn cái khu ở nơi cũ. Hiện còn 59 hộ trong 139 hộ dân của xã Xe Tăng được bố trí về điểm tái định cư thôn Tu Thó vẫn còn đang ở chỗ ở cũ. Lúc này chính quyền và ngành chức năng địa phương đang huy động các lực lượng hỗ trợ người dân di dời nhà cũ lên nơi ở mới, sớm ổn định cuộc sống và để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão sắp tới của năm nay.